Sáng nay hai chồng mình đang ở Open Forest nha, của thành phố Huntington. Cái này là gọi là Huntington Central Park. Mình đang ở Open Forest. Khu sinh á. Với lại phân bón cây ở đây có nhiều cây hoa rất là đẹp luôn. Ở đây người ta trồng nhiều loại bông hoa, nhiều giống cây khác nhau, rất là đẹp. Ở đây là thường người ta sẽ đi bộ vào buổi sáng, cưỡi ngựa. Bên khu vực này là nhiều để cưỡi ngựa nhiều lắm nè, dưới đất nè. Ở đây người ta làm đất cát để cho, với lại có cái này là gì ta, có mấy cái dăm gỗ anh ha, để cho con ngựa nó đi nó không bị đau chân á. Trải đất này để cho ngựa, khu này để ngựa đi nên thành ra là không có đường nhựa, không có đường nhựa hoặc là đường đá, chỉ đường đất thôi. Bên kia là đường Ely, ở đây có con kênh thoát nước. Hôm nay mình sẽ đi vòng phía ngoài, mấy lần trước mình đi vòng trong rồi. Hôm nay mình sẽ đi vòng ngoài. Đây có hoa tím, có hoa gì nè. Ở đây người ta để cái ghế để ngồi ngắm cảnh nè. Ở đây là cái kênh thoát nước nữa nè. Mấy bữa mưa thì nước ở đây có nè. Cá dưới người ta, nó có bong bóng nó rung rinh rung rinh. Bên kia là hoa vàng, ở trên đồi nó có hoa cúc vàng ở trên nè. Ở đây cũng có một con đường đi nữa nè. Cánh đồng hoa cỏ vàng, hoa cải. Nó chưa có nở hết. Ở phía trên còn nè. Cái máy bơm nè. Cái này nó không có hoạt động nữa hay sao, hay là người ta tắt nó hoặc. Mới vừa nói nó không hoạt động, cái nó hoạt động cho mình coi nè. Nó vẫn hoạt động nha. Hồi nãy tưởng nó không hoạt động nhưng giờ nó vẫn hoạt động nè. Nó xoay tròn, cái nó bơm xuống, nó kéo lên kìa.
Hồi nãy em thấy nó im ru à, em tưởng nó không hoạt động nữa. Em mới vừa nói chắc cái máy nó không hoạt động nữa. Người ta để trưng bày luôn. Ai về vừa nói dứt cái nó chạy. Nó bơm 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 lên liền. Thì đó, cái cây giống như nổ anh, cái sâm Việt Nam mình hay gọi là cái sâm gì đó. Lách tách đó, nó nổ lách tách á. Cái này nó phải đợi khô khô phải không? Nhiều quá ha, đây nhiều quá nè. Cái hộp lắp tách á. Bên kia là chỗ nuôi ngựa, chạy ngựa bên kia kìa. Đây người ta đang huấn luyện ngựa nè. Còn bên đây là cái con đường nè, ngã tư nè, đường Golden Gate. Mình đi theo con đường mòn này xuống ha. Đường mòn này hay là đường mòn bên kia? Đường mòn bên kia là đi qua trại ngựa đó. Hình như vậy á. Đây nè, huấn luyện ngựa bên này. Có con chim đẹp, có con chim màu bluebird á, trụ đẹp quá. Cái cây này gốc to ghê nha, cây bên này nè. Nó giống cây cây bạch đàn hay giống cây gì đó. Không biết nữa. Bạch đàn cái gì gì đó. Chỗ này xuống dốc lắm đó nha bố, bố đi được không? Chết khô rồi. Đi xuống cẩn thận chỗ này, này nó dốc quá. Cái đường dốc xuống đi ha. Hồi nãy nếu mà mình không đi vòng lên phía trên á thì mình tới đây là mình quẹo qua nè. Đúng không? Bình thường mình đi con đường mòn ở phía trong nữa. Rồi mình đi lên cái dốc trên cái đồi trên kia. Lần đầu tiên mình đi vô tuốt phía bên bên ngựa đó. Mấy lần trước là mình đi phía trong vườn hoa không à. Ừ, nước cống. Rồi thoát nước đó.
Bây giờ là lên dốc nha. Hồi nãy xuống dốc, bây giờ lên dốc. Hồi nãy xuống dốc, bây giờ lên dốc. Lên đồi. Còn không lên đồi thì mình đi vòng phía ngoài cũng được nè. Còn không, mình không muốn đi dốc bên đó, mình đi dốc bên này đi. Dốc bên này có vẻ đỡ sợ hơn. Trời ơi, dốc nào cũng như dốc nấy. Dốc nào nó cũng cao. Kìa, ta huấn luyện cho ngựa chạy vòng vòng phía trên kìa. Rồi đi bộ phía dưới nữa kìa. Con ngựa chạy vòng vòng kìa, ảnh trên á. Còn bên này nó cho con ngựa cũng đi vòng vòng mà dùng mái nè. Dùng cái cây á, gắn cho con ngựa rồi nó đi vòng vòng kìa. Bên này có người cưỡi, bên này ngựa chạy vòng vòng. Có nhiều ngựa trong mấy cái ngăn này lắm đó nha. Hồi xưa nhà nghèo thì đi ngựa ha, nhà giàu đi xe hơi. Đúng không? Bây giờ là phải giàu có lắm mới đi ngựa được. Để giải trí. Good morning. Hồi xưa ngựa là phương tiện vận chuyển, giờ ngựa là phương tiện giải trí hả? Đúng không? Giải trí của nhà giàu ấy, tại vì đâu phải nuôi ngựa, đâu phải đơn giản đâu. Phải có farm, phải có cái nông trại, rồi phải có chỗ để chuyên về thú y để chăm sóc nó nữa. Đây là người ta thuê á, thuê mấy cái nhà, mấy cái ngăn để giữ chăm sóc ngựa nè. Ở đây mình có thể vô cái tập cưỡi ngựa, có người huấn luyện cho mình để mình tập cưỡi ngựa, sẽ có người tới training cho mình, hướng dẫn cho mình xong mà tập cho mình cưỡi ngựa. Tiến bao nhiêu á. Buổi sáng mà đi bộ ở đây thật là tuyệt vời luôn á. Ở đây cái vườn hoa được người ta chăm sóc tốt lắm. Good morning. Yeah. Yeah, bring coming. Đó, có người vô chăm sóc hoa chứ không có bỏ. Tự sinh tự diệt mà người ta chăm sóc nó tỉ mỉ lắm. Cái bóng kìa. Hết hồn không? Nghe cái bàn tay em là thấy bự rồi ha. Trời ơi cái này. Đó. Là cái bông đó. Cái xòe bự đó như vậy nè, mới hết cái bông nè. Wow, đẹp dễ sợ không? Nguyên cây có hai bông thôi. Ô, có nhiều nụ lắm nè, sắp bốt mà sẽ nở ra nữa đó. Có nhiều nụ lắm.
Giờ dòng lại xe là vừa nha. Đi bộ mình có thể đi vòng phía trong nữa. Mấy lần trước đi có với mấy nhỏ, mình đi vô phía trong nhiều hơn. Ở phía trong trong có cái hồ nước, hồ để người ta câu cá này kia, có quán bán đồ ăn sáng, quán cà phê. Okay. Bye. We go home.